Xin chào, tôi là Vui Vẻ và hôm nay tôi ở đây có một thông báo cho các bạn là The Next Level hiện tại không còn là shop bán áo chính thức của hệ thống kênh The Reviewer nữa. Nên là nếu mà các bạn đang mua áo The Next Level thì là đang ủng hộ người khác chứ không phải là ủng hộ tôi. Mà thay vào đó chúng tôi đã có shop bán áo mới tên là Trung Cuối. Ở đây chúng tôi vẫn bán mọi áo, áo phim, áo game, áo anime và đặc biệt có thêm cả sản phẩm mới, áo mè mè. Muốn nói tranh à? Cùng với đó chúng tôi còn bán tranh đa dạng chủ đề, cái gì cũng có, áo có cái gì thì tranh có cái đấy. Đây, áo Trung Cuối mới này. Đẹp không? Và để kỷ niệm sự kiện khai trương tháng 9 thì bạn có thể nhập mã Trùm Cuối mỗi khi mua áo để được giảm trực tiếp 20.000 trên đơn hàng. Cùng với đó là trong cả tháng 9 thì mỗi khi bạn mua hàng chúng tôi sẽ tặng cho bạn một cái tranh như này. Nhưng nó bé hơn một tí, trị giá 30.000. Đẹp á, đấy mấy cái tranh cửa này. Nhưng nó bé hơn nhá, thì cái hộp bé thế thôi, tranh to bạn mua sau. Link mua hàng ở phần mô tả và bình luận. Nói chung là bây giờ chúng tôi không bán The Next Level nữa, nó là Trùm Cuối, mặc áo Trùm Cuối thì đây nó vẫn VIP Pro thế thôi. Nhá, mua đây. Cha mẹ sinh con ra không ai muốn con mình phải chịu khổ cực, con khổ một thì cha mẹ khổ 10. Đã sinh được con ra thì phải đảm bảo cho con một mái ấm hạnh phúc, không được giàu sang phú quý thì cũng đừng có thua thiệt ai. Cậu bé này là Chu Tiểu Đình, mẹ cậu mất sớm, bố cậu thì làm CEO, nhưng mở kiếp sau, còn kiếp này thì làm cu li. Trông cái bộ dạng rách dưới của cậu thì mọi người cũng biết nhà cậu nghèo, đã nghèo lại còn không sạch và cũng không thơm. Ở trường, Tiểu Đình bị mọi người xa lánh, nhất là ông thầy tóc vuốt vuốt này. Người duy nhất đối xử tốt với cậu là cô giáo Duyên, cô rất quan tâm đến gia cảnh của Tiểu Đình. Tiểu Đình là một cậu bé ngoan, không vì nhà nghèo mà buồn rầu hay than vãn. Trong tiết học, thầy giáo hỏi ước mơ của mọi người là gì. Bạn bè người sau này muốn lên mạng lè lưỡi nhảy đôn chề rồi đi thi hoa hậu, người muốn làm nghề lương 7-8 triệu một tháng. Riêng Tiểu Đình lại ước mơ trở thành người nghèo, trước sự cười nhạo của tất cả các bạn học, vì bố cậu đã dạy rằng chỉ cần không nói dối, không đánh nhau, học thật giỏi thì dù có nghèo khó vẫn sẽ được mọi người tôn trọng. Tôn trọng hay không thì chưa biết, nhưng việc ông thầy đẹp mã mà rất bẩn tính này tỏ vẻ coi thường Tiểu Đình ra mặt là có. Đến cái bút cậu nhặt hộ ông cũng phải lau đi rồi mới cầm. Đến giờ ăn trưa, mấy đứa nhà giàu súm lại khoe đồ chơi với nhau. Đó là một con chó robot tên Trường Giang nhất hiệu, một món đồ chơi mà Tiểu Đình hằng ao ước. Thằng cu nhà giàu này còn rất hống hách, nó không cho Tiểu Đình động vào đồ chơi của mình, lại còn rất hay bắt nạt các bạn. Tiểu Đình đứng ra bảo vệ bạn bè, nhưng không có tiền thì đừng hòng làm phiền thiên hạ. Đồ chơi không có, nhân quyền cũng không. Đến cái giày thể thao còn chẳng mua nổi nên lần nào cũng bị phạt đứng cột cờ. Bạn béo mà Tiểu Đình bảo vệ lúc trước ra đứng cùng cậu. Trời, một túp lều tranh, hai đứa bị bắt nạt. Đấy là hệ quả của việc cho một đứa nghèo khố rách áo ôm học chung với mấy đứa nhà giàu. Tại sao Tiểu Đình nghèo nhưng cậu vẫn có thể học trường này? Tất cả đều do ông Chu, người cha già của Tiểu Đình. Ông Chu dù chỉ là cu li nhưng ông luôn làm việc hết sức để con có thể được học hành đàng hoàng. Ông chủ thầu nhiều lần khuyên ông Chu biết lượng sức vì tuổi cao sức yếu, nhưng ông Chu chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho con. Dạo này thời tiết nóng bức, ông muốn làm cố để có tiền mua cho Tiểu Đình cái quạt. Tối đến, trở về căn nhà tồi tàn của hai bố con, ông Chu mang chiếc quạt cũ mới mua lại được về cho con, nhưng không kiểm tra trước khi mua nên bị người ta lừa bán cho một chiếc quạt hỏng. Thôi đi, nghèo lại còn mắc cái eo, nó là chuyện bình thường. Tiểu Đình vẫn phải dùng quạt chạy bằng calo. Bữa cơm hai bố con thì toàn đồ ăn thừa từ hôm trước, quả táo tráng miệng thì thối hết 90%. Nhà thì như cái bánh trưng vì hở ra là rán, nhưng hai bố con vẫn sống vui vẻ với nhau. Một hôm, hai bố con đi xem ké tivi ngoài đường, mới sảnh ra một lát mà Tiểu Đình đã chạy vào trong cửa hàng và chơi với chú chó robot Trường Giang nhất hiệu. Bán cả nhà ông Chu đi cũng chẳng đủ tiền mua con này, nhưng Tiểu Đình vẫn nằng nặc đòi mua. Có lẽ cậu bé không còn muốn mình thua thiệt so với bạn bè nữa, nhưng mà đến tiền năn còn không đủ thì sao mà mua nổi con đồ chơi đắt tiền như thế này. Ông Chu nổi giận đánh Tiểu Đình, cậu bé vẫn không nỡ rời xa món đồ chơi. Ông Chu bèn nhanh trí đánh mạnh hơn. Tiểu Đình khóc lớn và bỏ đi. Ông Chu đuổi theo và bắt gặp Tiểu Đình đang nói chuyện với cô giáo Duyên. Tiểu Đình rất giận bố nên không muốn về nhà. Cô giáo Duyên khuyên ông Chu nên mềm mỏng với con cái một chút và khuyên Tiểu Đình phải biết nghe lời bố. Thế là ông Chu đánh con trước mặt cô giáo. Không, đùa đấy. Hai bố con tạm thời làm hòa và ra về. Đêm hôm đó, ông Chu đi ra bãi rác để kiếm xem có món gì đó mang về cho Tiểu Đình. Ông quá chú tâm vào chiếc tivi cũ mà không để ý phía trước có một chiếc đĩa bay đang rời đi, để lại một quả bóng kỳ lạ. Ông Chu thì kiểu bóng là bóng và mang về cho Tiểu Đình, làm cậu bé cũng vui vẻ lên một chút. Hôm sau, Tiểu Đình mang quả bóng đi khoe với các bạn, nhưng bị thằng cu nhà giàu chửi là đồ bố Tiểu Đình nhặt ở bãi rác. Tiểu Đình tức quá chửi lại và bị thằng cu nhà giàu sai đệ tử đánh cho một trận. Về đến nhà, vừa bị đánh đau, vừa bị bố mắng vì đã đánh nhau. Ông hỏi sao cậu lại đi đánh nhau với bạn. Tiểu Đình không nói vì cậu không muốn hỗn láo với bố. Ai mà chả biết là ông Chu nghèo khổ, ông Chu toàn đánh con. Nhưng quả bóng trên tay Tiểu Đình bỗng dưng cử động, ông Chu cho rằng Tiểu Đình nói dối. Còn cậu thì cứ ngồi cạnh hét ầm lên vì tưởng nhà có ma. Ông Chu bực quá, nhốt Tiểu Đình vào tủ. Ở bên trong, cậu nhìn thấy một con vật kỳ lạ. Nhân lúc ông Chu ra ngoài đi làm đêm, Tiểu Đình và con quái vật làm quen với nhau. Hai đứa sớm kết thân và cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Cậu đặt tên cho nó là Trường Giang Nhất Hiệu, hay in sắp là CJ7.
CJ7 không phải là con vật bình thường. Nó có khả năng biến đồ vật trở về trạng thái trước đó. Tiểu Đình nhận ra chuyện này. Trong đầu cậu nảy ra những trò phá hoại. Đêm đó, Tiểu Đình nằm mơ. Cậu mang CJ7 đến trường. CJ7 chế ra một chiếc kính. Có những camera siêu nhỏ giúp Tiểu Đình gian lận và đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra. CJ7 chế ra một chiếc giày giúp Tiểu Đình nhảy cao, chạy nhanh, bơi giỏi và đá bóng siêu mạnh. Thầy giáo thể dục nhận ra đôi giày có vấn đề. Nhưng Tiểu Đình ra tay đánh cả thầy giáo. Thậm chí là cô Duyên cậu cũng định xuống tay. Mới chỉ là mơ thôi mà Tiểu Đình đã trở thành hư từ lúc nào. Và giờ Tiểu Đình mới đem nó vào hiện thực. Nhưng mà hiện thực này nó lạ lắm. CJ7 không thần thông quảng đại như Tiểu Đình tưởng. Cậu bảo nó tạo cho một chiếc kính xịn. Nó tặng cho cậu cục phân. Tiểu Đình tức giận, định dìm chết CJ7 và được nó tặng lại một cái bể phốt. Một lần nữa Tiểu Đình lại trở thành trò cười. Người đã bẩn giờ lại còn toàn cứt. Thầy giáo bạn bè đều xúm lại sỉ nhục cậu. Tiểu Đình tức điên, cậu ném CJ7 vào cái bao và quẳng nó vào thùng rác. Nhưng một lúc sau, cậu chợt nhận ra làm thế là sai trái. Cậu quay trở lại tìm CJ7 thì nó đã bị xe rác chở đi mất. Tiểu Đình buồn bã ra về, nhưng CJ7 đã tìm được đường về đây từ lúc nào. Hai đứa lại trở nên thân thiết. Ông Chu thấy con mình vui vẻ nên tiếp tục để CJ7 chơi với con. Tối hôm đó, hai bố con nóng quá không ngủ được. CJ7 thấy thế, liền sử dụng sức mạnh siêu nhiên để sửa chiếc quạt. Tuy vậy, đó lại là một con dao hai lưỡi. Vì sửa chữa đồ vật sẽ khiến CJ7 bị yếu đi. Sáng hôm sau, ông Chu hỏi Tiểu Đình về bài kiểm tra. Cậu đưa cho ông một bài kiểm tra 100 điểm. Ông Chu đem nó đi khoe với đồng nghiệp ở công trường. Nhưng bị ông chủ phát hiện ra là Tiểu Đình đã sửa điểm. Ông Chu không tin. Ông hoàn toàn tin tưởng con trai mình. Ông không cho phép ai nói xấu Tiểu Đình. Lần đầu tiên trong cuộc đời ông dám bật lại sếp. Và cái giá thì chắc chắn là bị đuổi việc rồi. Còn Tiểu Đình, cậu bé vẫn tiếp tục mang CJ7 đến trường. Lần này, cậu bị bọn nhà giàu phát hiện ra. Chúng nó đánh đập CJ7, đòi mổ xẻ chú chó tội nghiệp. Tiểu Đình lao vào, định đánh thằng cu nhà giàu, nhưng bị tên to lớn cản lại. Cô bé to béo lần trước xuất hiện để giúp Tiểu Đình. Hai đứa trẻ to lớn giao chiến, khiến CGI của Si-húc biến thành trò hề. Thầy chủ nhiệm xuất hiện và cho cả đám đứng phạt ngoài sân trường. Nam tử hán đại trượng phu, ngoài đời có thể tần nhau, nhưng một khi đã cùng đứng phạt thì đều trở thành huynh đệ. Nhờ có CJ7 và mấy trò con bò của nó, Tiểu Đình và bạn béo đã trở nên thân thiết với các bạn hơn. Nhưng niềm vui của Tiểu Đình chỉ dừng lại tại đó. Cậu về đến nhà và gặp phải bố đang vô cùng tức giận. Tiểu Đình xin lỗi bố vì cậu chỉ không muốn làm bố thất vọng. Đó không phải là điều mà ông Chu đã dạy cho cậu. Bố đã bảo rồi, chỉ cần không nói dối không. Bây giờ, nói hoài nói mãi. Con nói dối đấy thì làm sao? Ông Chu thất thểu ngồi xuống. Ông mất công đi làm nuôi con để về nhà nó cãi cha cãi mẹ. Ông tức giận. Và như mọi phụ huynh châu Á khác, con hư tại đồ chơi, ông tịch thu CJ7. Tiểu Đình ngu cái người, nói không muốn có người bố như ông Chu. Ông Chu cũng nặng lời, đuổi Tiểu Đình đi và hứa sẽ không bao giờ chửi mắng cậu nữa. Nếu cậu tự làm được bài kiểm tra hơn 60 điểm, dù tức giận là thế, ông vẫn mang hộp cơm mà Tiểu Đình để quên đến trường cho cậu. Ông gặp cô giáo Duyên ở đây. Cô giáo Duyên nói sẽ chăm sóc cho Tiểu Đình đến khi cậu bé hết giận. Ông Chu chỉ biết nhờ vả cô giáo chứ không biết làm gì hơn, rồi vội rời đi khẩn trương vì không muốn bạn bè Tiểu Đình nhìn thấy bộ dạng rách rưới của mình. Ông Chu quay trở lại công trường để xin lại việc vì ông cũng chẳng biết làm gì khác nữa. Ông chủ ở đây có vẻ là một người tốt bụng. Ông xin lỗi vì đã buông lời xúc phạm con trai ông Chu và thậm chí còn cho tiền chu cấp để ông Chu mua đồ dùng học tập cho Tiểu Đình. Ông Chu vui mừng khôn xiết và tiếp tục chăm chỉ làm việc. Nhưng một tai nạn đã xảy ra. Một bình ga đã vô tình vướng vào chân ông Chu và kéo ông rơi xuống dưới. Dù các đồng nghiệp đã rất cố gắng cứu giúp, nhưng ông trời thường đối xử bất công với những người nghèo khổ. Ông Chu ngã xuống. Tiểu Đình ở trường học vẫn không hề hay biết cậu muốn chứng minh với bố nên đã cố gắng làm bài thật tốt và kết quả nhận được là 65. Đúng lúc đó cô Duyên chạy vào thông báo tin dữ, ngồi ở bệnh viện với bài kiểm tra trong tay. Tiểu Đình còn chưa kịp khoe với bố bài kiểm tra của mình, bác sĩ thông báo ông Chu đã không qua khỏi. Cô Duyên dẫn Tiểu Đình về nhà, cố gắng nói cho cậu bé hiểu. Tiểu Đình biết rõ chuyện gì đã xảy ra với bố mình, cậu nằm một chỗ khóc suốt đêm. Cô Duyên ở bên ngoài cũng không cầm được nước mắt. Tại bệnh viện, CJ7 bằng một cách nào đó đã vào được bên trong phòng của ông Chu, sử dụng hết sức mạnh siêu nhiên của mình để mang ông Chu trở lại. Nhưng hồi sinh người chết là một điều quá sức. Ngày hôm sau, ông Chu trở lại một cách thần kỳ, trong vòng tay của Tiểu Đình. Hai bố con ôm chầm lấy nhau. Nhưng người bạn CJ7 của họ thì không ổn cho lắm. Thân xác CJ7 nhợt nhạt, thể trạng yếu ớt. Một lúc sau, cậu ra đi và biến thành một con búp bê. Hai bố con cố gắng cứu CJ7, nhưng họ không biết phải làm cách nào. Sự ra đi của CJ7 khiến Tiểu Đình rất buồn, nhưng từ đó cậu cũng chuyên tâm vào học hành hơn. Sau cùng, mọi chuyện cũng kết thúc tốt đẹp với hai bố con. Ông Chu bày tỏ với cô Duyên, nhưng hiện tại vẫn bị cô từ chối. Còn Tiểu Đình, ngày nào mở mắt ra, cậu cũng phải kiểm tra xem CJ7 có quay trở lại hay không. Bộ phim kết thúc khi một phi thuyền ngoài hành tinh xuất hiện và một loạt con CJ7 chạy ra. Đấy, Tiểu Đình tha hồ mà chọn. Cậu làm một startup kinh doanh CJ7, bán giá cắt cổ cho mấy người nhà giàu muốn hồi sinh người nhà và trở thành tỷ phú. Đại từ bịa chứ hết phim rồi. Cuộc sống đôi khi có lúc nghèo, có lúc xa. Hoàn cảnh không phải là thứ để ta đổ lỗi cho sự không cố gắng của bản thân. Chỉ cần không nói dối, không đánh nhau và học thật giỏi thì dù ta có nghèo cũng vẫn sẽ được người đời tôn trọng. Nhờ vẫn nghèo, tôi quản quại. Xin chào và hẹn gặp lại.